Chương trình được tiếp nối qua bài 29 tháng Chạp. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Mão. Nam Mô A Di Đà Phật. Bồ Tát hùng ca bất tận hoài đạo đời quê bán mặt truyền diệu pháp mơ bởi vì cốt nhục cũng hoài thai diệu vời xa xăm nỗi khổ hoài cuộc đời lao khổ thấy chiều mai chợt ngó xuân sang xuân biết khóc mừng đến thời thiên đình lỗi bị ai dục thúc nhân sanh kim đạo màu sao còn hoài tương chuyện đâu đâu sợ đời ơi thấy khổ miệt mài đạo đức giá quyền sâu hùng can chuyện pháp kiếm tôi thiên địa tuần hoàn chẳng gì riêng giáng định phản thần ôi nhớ nhuốc dình lòng trùng hiu sách ghi bi trung thành với Phật tiên cô tưởng ước mơ về tiếng cầm hiếu hành vịnh lòng chi ở thiên trời Phật chẳng dùng tiền tìm kiếm con lành giải nghiệp duyên mê mỗi ác không về địa ngục hiền lành nhắm mắt thầy non tiên non tiên ra sức
cảnh thương đời ơi mê muội, mong ước ngày kia dài mộng phiền, mộng phiền muốn khỏi phải làm sao. Hung dữ ác nhân chơi bước vào, dình tâm nhu nhược chờ dẫn đơn, vậy mới rời xa cảm máu đào. Máu đào khắp nước khổ vô cùng, năm diệt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tình cầu Phật thánh, để nước đến chân mới nhảy đùng, nhảy đùng ác phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bè nam mô cũng nhọc cầu. Nhọc cầu bệnh tật nỗi nào đâu, lao khổ nhân sanh cành nước cứ tàu. Trẻ nhỏ ra rời xa còn tranh đoạt mạnh mồi câu, mồi câu danh lời chung dân giàu, kim chỉ phải dình chuyện càng sâu. Vinh quang phú quý chòm mây bạc, nho nhã thi văn nẻo nhiễm màu, nhiễm màu hạnh thần thánh Phật tiên xuống kêu gào. Dương gian mau tình trong tràn mong, tầm kiếm nơi nào đạo siêu hòa thôn hảo cảm sự chi ta. Tạm dắt nhân sanh khỏi ái hàng, tạo sát huỳnh danh thanh sắc trẻ
chờ thời thiên đình thiết hùng ca. Kim ngọc nào tri Phật quỳ tàu thọ chúc cầu an bốn biển đằng đằng dưới trên sớm thuần hoàng mong ước ngày kia đăng khải hoàng địa cầu sanh chung mơ được nhàn an bốn biển một nhà cha Phật thánh thì làng dân sự hết tàn chớ nên đốt giấy tiền bởi vì diêm chúa chẳng tình riêng phán quan tạ hữu không dùng hối nên phải dài dân bỏ giấy tiền vàng bạc bởi tay khách chú làm Phật thần tiên thánh chẳng dùng quần dây áo không nên đốt nghĩ chuyện dối